chào mọi người em là Nhật Quang đến từ kênh nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là Wi-Fi stop vậy là một tuần đã qua đi một tuần đáo hạn phai sinh quỹ ETF review cuộc họp của Fed tất cả những cái yếu tố cố định trong hang ba gần như là đã qua đi hết rồi thì những cái yếu tố cản đà của thị trường chúng ta những cái áp lực vô hình cố định này nó qua thì nó sẽ cho chúng ta thị trường chúng ta gì một cái vùng trống hồng tin của tuần sau hoặc là đầu tháng tư nên em đánh giá thị trường chúng ta ở giai đoạn này trong tuần sau và tuần kế có thể là nó sẽ tiếp tục đà tăng điểm có thể chỉnh nhẹ nhưng mà sẽ tăng tiếp thì hôm nay mọi người cũng có thể thấy là thị trường nó tăng tốt 7 điểm 7 so của và niên đá tăng 1469 hôm qua là 1459 hôm nay là 1469 thì cũng ngót ngát lên khá là tốt Vin 30 hôm nay tăng 7 điểm nhìn chung là tăng khá tốt tăng khá là đồng đều tuy nhiên thanh khoản nó vẫn bé thanh khoản ở đây người hai nó chỉ có 24.000 tỷ thôi thì thanh khoản bé dày rất tốt nha dù là quỹ cơ cấu hay gì đó thì thanh khoản rất bé thì cái bé này của thanh khoản nó sẽ gì nó sẽ có tác dụng để thị trường chúng ta đi xa hơn còn nếu thanh khoản nó quá lớn thì thị trường chúng ta sẽ rất khó đi xa nếu thật sự mình không tính cái phiên ATC hôm nay đó thì thanh khoản ở đây em đánh giá chỉ khoảng 16 17 ngàn tỷ thôi chứ không có nhiều vậy đâu do trong ATC ví dụ người thấy con STB ở đây không nó cơ cấu 13 triệu cổ phiếu được giao dịch ra thì tự nhiên cái thanh khoản nó cũng tăng rất mạnh rồi nó thành ra em đánh giá mua hôm nay là một phiên giao dịch với thanh khoản nhỏ của thị trường rất là tốt thì thị trường chúng ta đã có bao nhiêu phiên 1 2 3 4 4 phiên giao dịch tăng điểm ở đây thì với cái việc 4 phiên giao dịch đã tăng thì nó đã phá vỡ một số mô hình giảm điểm ví dụ như mô hình gì ba chàng lính ngự lâm theo chiều giảm hoặc là ba con quà đen gì đó nhìn chung là nó đã phá vỡ những cái mô hình hồi phục để gãy tiếp như vậy là tốt nha như vậy là tốt chúng ta cùng coi qua trạng thái của nước ngoài hôm nay thì nước ngoài hôm nay do cơ cấu nha mọi người nên nhớ hôm nay nè ví dụ hôm nay 277 tỷ mọi người thấy có bao giờ nó giao dịch lớn gì không không nha ở đây hôm nay riêng cái ngày hôm nay tổng cái khối lượng của nước ngoài giao dịch mọi người cộng lại coi mấy ngàn tỷ là ít đó đây là 277 tỷ nè sao là 235 tỷ nè đó đó là do các cái quỷ thì mỗi một con về là một một uh, 100 tỷ thì ở đây là bao nhiêu tỷ nha, thì ở đây ít nhất cũng phải là 4 5 ngàn tỷ ở đây nè đó nó thành ra do là cơ cấu quỷ nên thành ra cái số liệu ở đây nó sẽ không chính xác nha nó sẽ bị lệch ví dụ như trước phiên ATC thì con STB mua bán đầu khoảng có 50 tỷ thôi nhưng mà sao ATC nó đẩy vô một lệnh 13 triệu cái hành ra nó quá lớn nên cái số liệu này sẽ không có đóng góp tham khảo được quá nhiều. nha. Rồi tiếp tục <laughs> chúng ta nhìn qua thế giới ở hôm nay thì hôm qua sau khi làm bản tin đó thì có cái chỉ số dầu khí nó tăng rất mạnh, nó tăng từ đầu ở khúc này nè. Nó tăng hẳn lên đây. nha thì nhìn chung là tăng rất là kinh tăng từ khoảng 100 lên tới 109. Thì đây là cái trạng thái tốt có sẽ gì? sẽ ủng hộ cho cái ngành dầu khí chúng ta trong tuần sau. Hôm nay dầu khí đánh là hấp hụ ok rồi đó. Rồi, đó là chúng ta coi qua như thế này, tiếp tục. <laughs> chúng ta sẽ coi qua danh mục thì đầu tiên danh mục ở đây hôm nay có cái đặc điểm gì? Đó là hôm nay chúng ta chốt lời toàn bộ cổ phiếu GVC. Buổi sáng vừa vô là em thấy không ổn làm một kim một người chốt ra, đó là gần giá trần, có một số anh chị bán được trần, một số anh chị bán gần trần. Rồi sau đó buổi chiều trưa, trưa, trưa em thấy không ổn, các em kêu bán hết nhà bán hết luôn thì hôm nay mình coi lại thì con JVC ở đây nó đã quay về giá hầm chiếu nha nó đã quay về hầm chiếu tí xíu nữa hình như là có giá đỏ luôn nè có xuống 11.8 là giá đỏ luôn nè với khối lượng cực đại 15 triệu thì nhìn chung đây là cái trạng thái không tốt nha cái trạng thái không tốt thì trước mắt nếu những anh chị nào hôm nay chưa chốt lời kịp cùng em ở đây cái số này em không có cập nhật lại nha nếu mình cập nhật lại theo cái số trong ngày thì nó chỉ có 14 phần thôi do nó đâu có tăng giảm gì đâu nhưng mà trong phiên có lúc nó lên trần có lúc nó gần trần liên tục nên chúng ta mới bán được giá cao nha thì những anh chị mà chưa bán kịp trong phiên hôm nay hiện tại mọi người vẫn là 14 thì có lẽ thứ hai nó sẽ kéo lên nhẹ cái thì lúc đó mọi người lên canh hót ra vì sao vì nó còn nguyên cái gấp lớn này nè nó sẽ quay xuống lắp gáp nếu nó quay xuống lắp gáp đẹp nó tích lũy nghe một thời gian nó đánh lên em sẽ hướng dẫn mọi người mua lại con gvc nó giống ở đây nè nó giống những cái nhịp này nè thật ra có thể nó vẫn tăng tiếp tuy nhiên nó làm cái động thái ngắn hạn là sao ví dụ hay nó tăng lên không trong nó đánh trần không có hành khoản hôm sau có nó xả xuống y hịch cái cây hôm nay luôn phải không sau đó nó bắt đầu đi ngang rồi nó xìu xuống nó lắp cái gáp này hết luôn đã thành ra em mới kêu mọi người tư, tư vấn mọi người là hót ra khỏi cổ phiếu để nó tích lũy lại bên đây ok thì mình ra của mình nhập lại thôi còn bây giờ thì những anh chị mà chưa ra được á thì như phiên hôm thứ phiên sau nè không sau phiên xả mạnh phiên hôm sau nó vẫn hồi lên được nè nó vẫn hồi lên được một hai lần thì lúc nó hồi lên mọi người nên canh hót ra Chứ bây giờ nó đầu cơ mà nó quay đầu vậy thì cái cây này hàng về là một cả một dấu chấm hỏi. Hàng về mà nó tán xuống dưới đây một cái là coi như mất hết tất cả lãi của mình luôn nha. Đó là con GVC hôm nay mình đã chốt lời toàn bộ cái cổ phiếu đầu cơ nóng này. Mình mua con nào ở đó. con này khi nào mình mua ngay đây nè. Ngay phiên này nè. Đây, GVC. GVC. Rơm đi lệnh mua bán của tem em nha. mọi người thấy mình mua cái đây nè. Đó là ngay chỗ 10.85 quanh đây nè là khúc này nè. đó là mình mua ngay đây xong qua đây có mua thêm những anh chị mà cần nhặt á thì em có tư vấn người mua thêm ở khúc này nữa là mình bán ở trên đây hết nha mình bán ở khúc giữa giữa đây nè trong ca sáng chứ ca chiều và nó về ham chiếu rồi nha ca chiều và nó rơi khá là mạnh rồi thì con này trước mắt em nghĩ nó phải lắp cái gáp lắp cái gáp lắp xong tích lũy là gì đó đẹp đẹp thì mình nó vào lại không thì thôi nha không thì thôi và và hồi sáng nay khi bán con này em cũng có nói một cái câu gì đâu hồi sáng nay khi bán con JVC hồi mới vô phiên luôn nè em có nói một cái câu gì đây giống như uh, giống như gì giống như TSC thì khóc do TSC đợt trước mình mua ở đâu mình mua ở đây quá ngon phải không lên đây mình ham mình không mua mình không bán xong rồi cái nó quay về đây luôn thậm chí còn lỗ phải không thậm chí còn lỗ nó thành ra cái con GVC em rút kinh nghiệm còn con TSC có lãi ok thì em cho mọi người ra thôi ra năm trăm họ kém thấy không ổn cho mình ra hết luôn em cho ra hết luôn rồi, đó là em nói về cái cổ phiếu chốt lời hôm nay là con GVC. Tiếp tục chúng ta nhìn qua những con khác thì nhìn chung mọi người thấy cái khúc dưới này lại rất nhiều không? Do khúc dưới này là chúng ta không có bị dính vào những cái con ngân hàng. Còn khúc trên thì nó dính vào khá nhiều con ngân hàng thì dưới đây mọi người thấy nè. từ hai cái con này, hai con này thì có người lỗ có người lãi tùy nha. Do mọi người trung bình giá khác nhau hoặc là những anh chị mua sao mua trước gì đó cái số lạ lỗ ở đây là sẽ khác nhau thì ở đây chúng ta có thể thấy là những con hép ở hai con tvn và tlh đã có lời ok chờ đánh lên thôi những cái con khác như là họ quyết cũng có lời khá là ok con rót lời ở hơi ít nhưng mà con k là f và f là c là khá nhiều mọi người có thể tùy ý chút lời thì danh mục chúng ta nhìn chung là tốt chứ không có gì xấu cả bcg và bc 1 cũng đang hồi lên dg cũng đang đánh lên hồi phục lại lợi nhìn khá là ok rồi đó là chúng ta coi sơ qua danh mục của chúng ta tiếp tục mình coi chuyển vì xoay hôm nay <laughs> thì chuyển vì xoay hôm nay mọi người hãy có hỏi có, có, gì là các banh và vin 30 đang đi lên qtb đang đi lên nè không nhìn chung là khá là ok chuyển vì xoay cái nhóm này là sẽ là nhóm leader trước nào t 2 cũng chuẩn bị đánh lại nè mọi người không nào t 2 mbb rồi những cái con như mbb -E nè vip nè nó sẽ tương đối chậm nha nó sẽ tương đối chậm rồi cái con po cũng đang bò lên po thì nghĩ khả năng là bây giờ mọi người mua người cũng không lỗ được đâu và nó cứ xe bò 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 đi lên xong nó sẽ làm dòng mới thôi nha rồi o và bvd nó đánh cái kiểu này biên rất lớn nha thì nó chỉ cần vài phiên nữa thôi có thể là tuần sau nó sẽ móc lại nó kéo lên ngay móc lại nó kéo lên ngay chúng ta coi chuyển vị các con còn lại thì ttf nhìn chung là chỗ này nguy hiểm mình không có canh mua thêm bvl đang đi lên rất ok đất xanh cũng đang bắt đầu đi qua đây thì nó sẽ móc lên làm vùng mới chắc là nó phải tích lũy thêm vài phiên vds cũng vậy nè sắp vào vùng mới nha av cũng đang đi lên KDH, KBC cũng đang đi lên, Dabaco cũng đang đi lên. Nhìn chung là khá tốt nha, nhìn chung là khá tốt. Chúng ta cứ nắm giữ bình thường thôi. Rồi, đó là chúng ta coi các chuyển vị sai. Tiếp tục mình phân tích thị trường chung. Thị trường chung chúng ta hôm nay tăng điểm, tức là heo không thường á. Nó tăng 1, 2, 3 cây thì hôm nay nó phải gãy, nhưng hôm nay nó vẫn tăng tiếp. Do nhà tư chúng ta rất kỳ vọng thị trường chúng ta quay xuống test đáy, nhưng nó đâu quay xuống đâu, người thấy nó có quay xuống đâu nó không quay xuống thì khả năng cái nhịp này thị trường chúng ta sẽ đánh lên tới đâu thì đây là cái tên giảm đi thị trường chúng ta có thể kéo lên test được khoảng dùng 1485 nha 1485 1490 gì đó qua đây tức là nó sẽ test lại được cái chỗ nó gãy như chỗ này nó sẽ test lại được cái đáy bên đây nha cái dùng so le bên đây nè em nghĩ khả năng thị trường nó có thể đánh lên được tới đây để nó test vùng này là khoảng nhiều khoảng gần cuối tháng 3 gần cuối tháng 3 nó sẽ test được cái vùng này sau test xong nó có hai lựa chọn một là nó test nhẹ xuống nó có thể rủ về 1470 hoặc là 1466 mấy gì đó sau nó mới kéo lên tức là nó sẽ có rủ nhưng nó em đánh giá là nó sẽ không rủ gì đây đâu tức là nó sẽ không rơi gì đây liền mà nó sẽ đánh lên xong nó rủ xuống nó lên, lên, tiếp chứ nó không quay xuống hấp nha nó không quay xuống cái vùng quá hấp ở bên dưới cho mọi người mua lại ví dụ ở đây mình thấy cái nhịp này nó cũng tương tự đây nè khi đánh lên nó đi lên rồi không nó đi lên liên tục nè hoặc là sẽ đi nghe một giai đoạn sau nó rủ xuống cá nhưng nó đâu có về dưới đây đâu nó không có về dưới cái đáy cũ mà nó lại đi lên tiếp liền tức là chỉ rủ xuống một cái rồi đi lên tiếp nha thì em đánh giá thị trường chúng ta ở giai đoạn hiện tại nó đang đứng trước những cái cơ hội khá là tốt nha và nếu mà chúng ta kỳ vọng nó về dưới đây em không nghĩ nó có thể về được dưới dùng hấp này đâu mà nó chỉ quanh quanh ở trên đây xong nó đi tiếp thôi nếu nó vượt được cái tên giảm này có thể là quả tháng tư thì nó có thể đánh là được dùng đỉnh cổ. và yeah, lên đỉnh trên đây luôn nha đó là những cái kỳ vọng của em cho thị trường cho tuần sau, tuần cuối tháng 3. Một cái trần tuần trống thông tin nha. Tháng 3 mình có tận 2 tuần ở phía sau là nhìn chung là nó sẽ trống thông tin và khả năng thị trường chúng ta sẽ đi như vậy. Ổn định đi lên. Những con nào cần nổ thì nó cứ nổ. Khối lượng nó càng hấp vậy là càng tốt. Nha. Nó càng hấp nó càng tốt. Tiếp tục chúng ta nói tới VIN30. Thì VIN30 hôm nay cơ cấu có thanh khoản nhẹ do các quỹ nó review thì hôm nay Vin30 chúng ta đóng cửa được trên em năm thì khả năng là Vin30 có thể sẽ xe, xe quay đi lên và test là dùng này nha những anh chị nào đang giữ cứ giữ bình thường nếu mà nó kéo ngân hàng cái nó giật giật hai ba cây nữa lên tới đây liền lên tới đây chừng hai ba cây thôi xong rồi đó test nhẹ Xong năm nó dòng sao nha nhìn chung là khối lượng kiệt quệ như thế này và tiền nó vào lại vậy là tốt nha rồi đó là chúng ta coi chỉ số tiếp tục mình sẽ phân tích tiếp các đầu tiên là banh Đây hôm nay banh có lúc đánh vượt được 84.4 là vượt MA20 lên tận cái nền trên đây test lại. Nhưng mà kết quả cuối phiên nó lại xìu nhẹ nhưng mà chung quy là nó vẫn vượt được 84 nha. Tức là nó không đẹp lắm nhưng nó vẫn vượt được 84 sau một cái phiên test cung đẹp hôm qua em có chỉ cho mọi người coi đó. Sau phiên test cung đẹp hôm nay nó đánh vượt được 84 như vậy là ok thì có khả năng là nó sẽ test nhẹ đây vài phiên sau đó đánh là tiếp tức là cổ phiếu này đã có xu thế tạo được hai đáy đánh vượt lên lại lắp luôn cái cây nến Marubozu giảm này cây này có đỉnh cao nhất của nó là 84.1 nè hôm nay đóng cửa được 84.2 tức là đã che lắp lại được cây nến này luôn thì con này khả năng là sẽ bước vào một chân sống mới đi lên mới nha nên những anh chị đang giữ công việc công banh hiểm cứ giữ bình thường đi hôm nay vượt trend rồi nghe không đem kể lại cái trend cho người coi nè đây có phải vượt trên chưa? Thì khi vượt trên nó có nhiều trường hợp lắm, có khi nó bò 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 nhẹ lên nó test lên đây, xong rồi nó mới rũ hoặc là nó rũ nhẹ xong nó đánh lên, nhìn chung nó đã vượt được là ok rồi. Thì mình giữ cho cái target trước mắt là test lại 90. Ok nó có thể test lại 94 nha. Chứ không phải ở đây là bây giờ canh bán nha. Nha, sau đây không có canh bán nữa nha. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới bit. Hôm nay cơ cấu dòng tiền bắt đầu vào lại nè hoặc là nó làm cái gì đó ở đây thì cái sự hội tụ ở đây khá là ok thì con này khả năng qua từng nó sẽ up lên lại dùng nền trên để nó kéo thị trường chúng ta đi lên hoặc là trong lúc mà nó kéo con này lên á thì thị trường chúng ta sẽ chỉnh nhẹ nha à, nó có thể là như vậy thôi thì nhìn chung là con này khả năng up khá là cao nên những anh chị nào đang giữ cứ giữ bình thường nó xây cái nền này khá là tốt rồi nè Sabico hôm nay con này bị cơ cấu quay đầu xuống nhưng chung quy nó vẫn giữ được cái đáy qua đây nó vẫn giữ được cái đáy qua đây thì khả năng con này qua từng nó lại kéo lại thôi và con này thì thôi nhìn chung là khá là khó đánh nó nếu mà nó vượt được khoảng 156 đi vượt được khoảng 156 ở đây nó có thể kéo lên nó test 160 đó là trước mắt thôi nhìn chung là con này khá là khó phân tích ngày đỏ ngày xanh ngày đỏ ngày xanh và cung cầu nó phụ thuộc vào gì yếu tố viên 30 khá nhiều Masan quay xuống test đáy do bị quỷ review khối lượng bán ra cực lớn nhưng mà mọi người thấy nó đâu có lũng đáy này đâu tức là nó đáy một nè quay xuống test đáy hai nè nhưng không lũng thì khả năng qua tầng nó sẽ kéo lên nó test lại nền trên nếu nó test thành công nó sẽ kéo lên nó test lại dùng trên này nha nhìn chung đó là xu thế của Masan tiếp tục mình ở MWG hôm nay có dấu hiệu là giật giật lên nhẹ vượt vượt lên được rồi nè đó thì kỳ vọng con này sẽ trước mắt nó sẽ kéo lên nó test được quanh vùng giá 134, 135 ở đây. Sau đó test nhẹ qua đây. Nếu nó test đẹp, nó đánh lên nhịp sau mình sẽ canh mua ngay chỗ này để đánh mập liều gà phục hù lại nó. Khối lượng kỳ kẹt gì là tốt nè. Nhưng mà có cái điều nó cứ quay tay hoài cảm giác nó khó chịu lắm. FPT, FPT hôm nay chắc là có cái tin gì đó, em nghĩ là có tin gì đó, em không có tìm hiểu tin Nhưng mà hôm nay em thấy từ đầu ngày là khối lượng nó đã rất lớn rồi, có vẻ là có tin gì đó Tuy nhiên là nó đánh như thế này, nó có gáp nè. Đây cái gáp này nè, cái gáp này hơi lớn, nhìn chung là gáp như thế này mà không tăng trần được, cũng không vượt được đỉnh tức là không giữ được giá. Bị cái râu vậy nè là nó tạo cho cổ phiếu một cái rủi ro, nó chỉ xác nhận là dòng tiền trở lại thôi. Nhưng mà nó đánh như thế này thì việc nó đi tiếp nó sẽ hơi khó, em nghĩ nó cần phải tích lũy lại trong giai đoạn này một thời gian. Cho cái biên độ nó ok hoặc là nó lắp gáp hay gì đó cho nó ok rồi mình mới đầu tư. Còn đánh như thế này là không có đầu tư được nha. Không có đầu tư được. Những anh chị nào đang giữ thì cứ giữ bình thường thôi. Do dòng tiền nó đã vào rồi. Nhưng mà bây giờ để mình đi mua mới thì nó không an toàn. Nó giống giống ở chỗ này nè. À, giống giống ở chỗ này nè. Nên thôi chỉ thích hợp cho mọi người giữ thôi nha. Giữ hàng thôi. Nếu mà nó kéo được dùng 102 hai chúc mừng mọi người. Nhưng mà không có khuyến nghị mua gì ở đây cả nha. BNG. Hôm nay có một cái nhịp kéo lên test MA20. Nhưng mà tiền nó không vào nha. Tiền nó không vào ở dưới đây. Thì cái việc tiền nó không vào gì nè em nghĩ tiếp tục xe quay thôi Tiếp tục xe quay đi ngang ở đây thôi Chứ mình cũng không có tư vấn gì Thì con này nếu nó vượt được em 20 và đóng cửa trên em 20 đây nè Thì nó có thể kéo nó test định nha Còn nếu mà cứ dưới dưới vậy thì khả năng nó sẽ xuống đây đi lên đây Vậy thôi Do khối lượng nó không vào Tiền nó không vào Và con này chưa có tiền thì tốt nhất là thôi Mình đừng có đầu tư giao dịch lỏng quá Nhưng hôm nay cái cây này em đánh giá không phải là cái cây xấu của nó Bây giờ nó không có tiền Tuy nhiên cái cây này để nó kéo lên làm gì Nó kéo lên cho nhỏ lẻ mình cắt lỗ nha. Cho những nhà đầu tư mà đu đu ở đây nè Em nhớ là có rất nhiều người hâu đu ở đây nè Đu đu ngay chỗ này nè Cắt lỗ con binh ra Cắt xong thì nó mới tăng được Cắt xong hấp thụ thêm dài phiên thì nó mới tăng được nha Rồi tiếp tục về Vinamilk Vinamilk hôm nay bị quỷ bán quỷ, 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 quỷ bán khá là nặng Nhìn chung quỷ bán nhưng mà nó vẫn đỡ đỡ được ở đây giảm 0,5 vậy là cũng ok kỳ vọng là qua tuần nó có thể hồi lên nó test được em 20 đây còn nó đánh như thế nào kế tiếp thì chịu thôi xu thế nó vẫn đi xuống nó chưa có vượt được cái xu thế nào cả Thế thành ra là giữ giữ thôi nhưng mà không nên mua hôm nay quỷ bán nhưng mà nó vẫn đỡ được là cái điều tốt nha VHM lại một phiên nữa đánh mạnh lên nhưng mà không lên được thì nhìn chung là hơi khó hơi khó với con VHM này vì quay đầu tán xuống như thế này là cũng hơi khó thì trong ngắn hạn có thể nó sẽ xiêu nhẹ xuống sau đó nó mới đánh lên qua đây là em kỳ vọng Qua đây là đáy không giảm nữa nha qua đây em kỳ vọng là đáy đó. nhìn chung ai đang giữ 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 nhưng mà mua mới thì không khuyến khích nha đây nếu mình kể cái trend này, hôm nay nó lên nó chạm đúng cái trend này nó quay xuống nó vẫn chưa vượt được nó chưa đóng cửa được trên rồi tiếp tục bvh hôm nay được quỷ cơ cấu và đóng cửa một cái cây nến khá là đẹp nha khá là đẹp trong kỹ thuật thì cây nến này là khá là đẹp nhìn chung đóng cửa mà giữ được trend giữa được như thế này có khi qua tuần mình sẽ canh mở mua thêm một ít lót vị thế con bvh lót trước vài vài, vài like trong đây sau đó khi nó vượt lên đây nó test lại đây đẹp thì mình sẽ canh mua thêm để cho cái nhịp đánh lên tới 6566 chẳng hạn nha nhìn chung là khá là ok trong phiên hôm nay em khá là chú ý con này khi được quỷ cơ cấu nha được đó qua tuần nếu mà nó giảm nhẹ xuống tốt nó giật lên nữa thì mua càng đẹp hơn và bây giờ thì quan sát về rè đánh vượt lên khỏi cái mô hình giảm ở đây mô hình này em có kẻ nè em đã kẻ khá là nhiều bản tin trước rồi hôm nay anh vượt lên từ buổi sáng chứ không phải là quỹ cơ cấu với khối lượng vào thì nhìn chung nhịp này đã đánh lên như thế này khả năng nó có thể đi ngang nhẹ sau đó nó tiếp tục đánh lên nó test dùng trên đây thì nó đánh lên nhịp này thì có thể canh hóc ra lên đây có thể nó sẽ test nhẹ tiếp rồi nó đánh lên đây Nhưng chung là canh đánh lên để bán chứ không phải đi mua Mua ở dưới đây không mua thôi Hoặc là dưới đây là chỉ cho ai nắm giữ thì nắm giữ thôi Chứ bây giờ mình mua phiên này là không kịp nha Và cảm giác nó khá là mông lung Không thích hợp để mình mua mới Chỉ cho những anh chị đang giữ mua trung bình giá hay là mua him nước tay không gì đó thì người có thể mua thôi rồi, đó là các cổ phiếu trụ thì nhìn chung phân tích qua trụ thì khá là tốt chứ cũng không có xấu. Có một số con như BVH cũng ok nè, RVR thì nhìn chung là con này đánh hơi khó chịu hay quay đầu trong phiên. Nên thành ra có thể mình sẽ không đánh RVR mà mình chọn BVH cho cái nhịp kế tiếp nha. Con này ít quay đầu trong phiên hơn, còn con RVR mua 10 lần chắc phải 9 lần là nó quay xuống trong phiên luôn. Nha, quay xuống trong phiên nó kéo chỉ số xong nó quay xuống liền. Thì hành ra nếu mình mua mình sẽ chọn BVH cho cổ phiếu trụ kế tiếp nha. Rồi nhìn chung là trụ khá là tốt Mọi người cứ nắm giữ bình thường thôi Tiếp tục chúng ta nói tới banh Thì ở đây trụ mình nói lại một cái nữa là gì Là trụ nó tốt thì nhìn chung là thị trường nó cũng không gãy được Nếu mà trụ nó xấu nó mới gãy được nha Rồi chúng ta nói tiếp banh Thì STB hôm nay có một phiên cơ cấu quỹ khá là lớn Dòng tiền coi như là ra vào gì đó không rõ Nhưng mà nó đang xây một cái nền như đây nha Nó đang xây một cái nền trên MA20 ở đây nè Nó đang xây một cái nền đi nghe nha. Đó, một cái nền đi ngang thì con này nhìn chung nó đang xe quay đi ngang vậy thì mình cứ nắm giữ thôi chứ mình cũng không có động hái làm gì cả do bây giờ nó mà Úp mạnh lên cái anh up lên nó chạm 34 ngay mà lên nó chạm 34 là nó sẽ gặp lại những anh chị bắt đáy cổ phiếu stB bên đây Đây nè nó sẽ gặp lại những anh chị bắt đáy bên đây thì khả năng khi nó ấp mạnh lên đây nè nó sẽ có điều chỉnh nhẹ xuống test lại cái vùng này sau đó nó mới đánh lên nhịp ở bên đây ở cái cạnh sườn bên đây nè nó sẽ đánh lên ở cạnh sườn bên đây. Nên em đánh giá là con này nhịp này sẽ không mua. Mình chỉ ngồi chờ thôi, chờ nó úp lên nó test lại ngay đây xong nó xìu xuống em sẽ hướng dẫn mọi người mua him con này. Để trước mắt target là đánh lên test lại nền đây. Có thể lên lên 40 luôn, cái đó mình tính sau nhưng mà trước mắt là con này đánh như thế này. Thì mình chờ nha, không có vội. Do hồi nãy mình nhìn cái xu thế con này sẽ có thể đánh lên được khoảng 34 phải không? Thì hồi nãy mình nhìn thị trường chung nha, thị trường chung em cũng có nói nó có thể kéo được bên đây thì hiển nhiên kéo từ dưới đây lên đây không phải cần banh ha thì có phải là stb của chúng ta cũng có cho xu thế đây lên đây không là chạm kháng cự rồi có phải đây là cái dùng volume profile khá lớn không đây mọi người coi nè mình sẽ để một chuột lên xuống đây mọi người nhìn cái volume profile bên đây nè có phải là lớn không thì nó đánh lên đây nó phải xìu xuống để nó hấp lại đầu tư chứ nha rồi shb nhìn chung hôm nay đánh lên nhưng mà không có dòng tiền vào thì con này khả năng là nó phải xìu xìu ảnh nó qua đây vài phiên nếu ok thì nó sẽ đánh lên được dùng giá khoảng 23 Nhà con này thì em không khuyến khích đầu tư Do nó hơi khó phân tích Mọi người hỏi em em cũng khó trả lời dữ lắm nha VV hôm nay bị giảm nhưng mà giảm khối lượng rất bé nha Đây khối lượng nó giảm rất bé nè Là không có sao đâu Nha nó giảm xuống nhưng mà nó quay xuống đây Nó không có lụng đây Nó giảm 1, 2, 3 cây này Rất dễ phiên thứ hai nó sẽ giật lên Nó tạo mô hình ba chàng lính ngự lâm đánh lên Test lại cái dùng này nha trước khi nó điều chỉnh tiếp để đó là dòng sao nhìn chung là cái nắm giữ bình thường không có vấn đề gì muốn mua thì cái giá đỏ thôi tiên phong tiên phong cũng vậy sau khi một cái cây khối lượng vào có mô hình ba chân lính ngự lâm hay không hướng he sẽ biết thì đây nè một cây đánh vào có khối lượng kiệt cung ba phiên với khối lượng nhỏ xuống nha những anh chị đi học em sẽ biết ba chân lính ngự lâm thì con này chỉ cần xác nhận vượt 40.5 40.5 40.45 gì đó nó đánh lên dòng tiền vào khoảng bao nhiêu dòng tiền khoảng khoảng 10 triệu mọi người có thể mở mua gia tăng mua mới luôn cũng được nha đây điểm mua nè thì ngắn hạn nó sẽ đánh là được cho cái khoảng test lại định nếu lên đỉnh nó test xuống đẹp đây nó sẽ đánh lên dòng mới luôn tức là đánh vượt đỉnh được luôn còn nếu không ổn thì ngay đây mình chút lời nha đó là hoặc là mình trung bình giá cho hạ cái giá vốn mình qua đây xuống khoảng dưới đây xong rồi đánh lên đây mình bán ra cũng lại luôn nha thì đó chú ý con này quanh 40.5 Cả năng đánh rất cao do đã có test mô hình ba trận lính ngư lâm ở đây chờ xác nhận nha chờ xác nhận rồi tiếp tục mình nói con gì mbb đây quay lên nó chạm cái gì nó chạm lại cái dùng gáp đau cũ nè quanh em 20 nó chỉnh là bình thường thôi con này đã tăng liên tục nè đây là 1 2 3 4 5 6 phiên rồi thì hôm nay nó quay nó giảm nhẹ với khối lượng cực thấp cho nhà tư mình tự chạy là việc hiển nhiên hơn nha mọi người thì con này sao em nghĩ nó sẽ duy trì hướng hai có thể nó sẽ duy trì nó hồi lên nhẹ test nhẹ quanh đây sau đó nó đánh lên hoặc là đánh lên luôn cũng được nó sẽ đánh lên nó lắp cái gáp đau này trước nè cho nó lên nó test quanh quanh đây có thể nó sẽ chỉnh xuống cái nữa rồi nó mới đánh lên nhìn chung là nó sẽ đánh thôi nhưng mà dòng tiền vào nó sẽ vào từ từ có thể là hướng hai thứ ba đó dòng tiền nó vào nhẹ cái xong nó đánh lên nó test xuống sau nó lại vào cái nữa rồi mới đánh nhịp mới nha nhìn chung là sẽ khá mất thời gian so với những con ngân hàng khác rồi test cung banh đi Hôm nay tạo cái cây tết cung với biên độ cực nhỏ khối lượng cạn kiệt như thế này thì những anh chị đang giữ con tết cơm này nè nha những cái anh chị đang giữ con tết cơm này nếu nó vượt 49.7 49.75 tức là ma 20 đây nè đánh lên mọi người có thể mở mua trung bình giá con này để lên khoảng dùng giá 52 mọi người chốt lại cung phiếu ra nha ăn theo cái sông hồi thôi CTG con này thì nhìn chung là mình đã hướng dẫn mọi người mua khá nhiều khi nó ở dưới đáy rồi ở quanh đấy này là em đã hướng dẫn mọi người mua khá nhiều rồi thì bây giờ nó lên đây thì mọi người chờ nó gì có thể là nó sẽ nhúng nhẹ thứ hai xuống để nó lắp cái gấp ấp của nó ngay đây khối lượng kiệt vậy là ok thì nó nhúng nhẹ xuống vài phiên sau nó giật lên nó đánh tiếp thì có thể giật trong phiên luôn thì khi nó vượt giá 33 hoặc là 33.2 gì đó có thể mua giá tăng để đánh lên cái target ngắn là dùng 34 35 gần 35 mình chốt lời cổ phiếu ra ngắn hạn từ đây lên đây cũng được cái biên độ là bao nhiêu trăm 8 tới 10 trăm hiện tại là mình đã lời được bao nhiêu hiện tại là mình đã lời được 2,68 phần rồi thì đánh lên nữa là mình đủ lời thì mình ra thôi mình đánh dịp ngắn hạn thôi nha rồi mệt b tạo tích cung rất đẹp nha đây mọi người thấy nó bò bò lên không ngày nào cũng tạo tích cung đi lên khối lượng kiệt quệ nè dạ đây là dùng gì dùng giá 26 rất có thể phiên thứ hai nó sẽ bùng nổ vượt giá 26 thì khi nó bùng nổ vượt giá 26 với khối lượng vào khoảng 10 đến 15 triệu mua trung bình hoặc mua thêm đều được cho target ngắn hạn của nó là lên khoảng 27 27 5 canh chốt của phiếu ra nha đó là mệt b liên việt tương tự con liên việt ở đây nó sau khi nó hai một phiên đánh mạnh là nó test cung hai phiên nhưng ở đâu có lũng em mấy năm nó không lũng em mấy năm mà khối lượng nó kiệt quệ xuống nè thứ hai sẽ đánh thứ hai hoặc thứ ba sẽ đánh đánh vượt 25 22.5 22.5 mua thêm liên việt để cho target khoảng 24 chốt lời ra 10 trăm rồi ACB đi ACB thì nhìn chung nó hơi khó mua hơn do cây nến nhìn xấu quá nha cây nến nhìn quay lên quay lên quay xuống quay xuống không có lượng kẹt đẹp dù hãy đến lên đẹp thì con này vượt khoảng bao nhiêu vượt khoảng 33.2 những anh chị đang nắm giữ con này có thể mua trung bình giá cho target là lên khoảng dùng giá 34 mình chốt lời cổ phiếu ra BVB tạo hai cái cây nến rất đẹp Ở đây em sẽ ví dụ mọi người hai cây này là hai cây gì mình coi qua con fit nha Ở đây đây người thấy một cây tích cung đẹp không sau đó tạo hai cây về bùng nổ thì bây giờ mình qua coi con bvb đi thịt luôn nha yeah. đi thịt luôn thì chờ nó bùng nổ vượt giá 22 nhằm 20.1 nha yeah. vượt 20.1 mua gia tăng thêm cổ phiếu bvb cho target ngắn hạn là sẽ đánh lên cái nền 21 bán ra sau đó có thể mua lại khi nó chiều xuống đây nó đánh lên ngay đây nữa mình sẽ mua thêm ngay đây nha yeah đó đó là cùng BVB nhìn chung khả năng thứ hai ngân hàng sẽ đánh thứ hai hoặc thứ ba ngân hàng sẽ đánh rất cao rồi HD hôm nay đã lên test được cái gì lên test được MA20 quay xuống vậy là tốt đâu có gì đâu thì thứ hai có thể nó nhúng nhẹ xuống nó test một cái cho nó giật nó đi lên thì con này nếu nó quay lại nó vượt giá 28 một lần nữa có thể mua trung bình giá để đánh lên dùng này bán ra hoặc mua gia tăng gì đó tùy mọi người ăn bình đi con này hôm nay mình không có coi phải không nhưng nó hồi được đâu vậy không dạ đây nó vượt trên rồi nè Gần gần vượt rồi quanh đây nè Thì con này vượt giá 16.5 nha Thì nó sẽ lên được 17.5 Có thể canh bán ra Lợi nhuận khoảng 7% Nhìn chung là đánh lúc ngắn thôi Nhịp này em nghĩ là ngân hàng sẽ có nhịp lúc ngắn nha bid Hôm nay con này nó đã vượt được MA20 Đánh lên giữ quanh đây Thì con này trước mắt target của nó là đánh lên test cái dùng volume profile này nè Nó giống hệt con STB luôn nha Đây nào người thấy cái dùng này không đây nè em đang kệ chỉ chỉ nè thì đó là cái dùng này nè đây thì khả năng là thứ hai nó có thể kéo nó test dùng này cho nó xìu xuống gì đó rồi mới đánh lên nha thì nhìn chung con này là không có điểm mua nhưng mà anh chị đã mua ở đây mọi người có thể bán ra đây chờ nó test lại rồi mua lên tiếp hoặc là khi nó đánh lên thì giữ thôi nha nhìn chung target em nghĩ nó vẫn dễ về được đỉnh nhưng mà nó phải chờ test lại một cái nữa rồi OCB thì OCB cũng tương tự nha đây mọi người thấy nè đẹp không đẹp không test lại rất đẹp không lũng nè một cây nến rất đẹp trong kỹ thuật luôn nha thì sao nhầm một cây nến rất đẹp trong kỹ thuật luôn nha. Thì con này đánh vượt 26.3 hay chấm 3 hay chấm .3, 3 nha. Thì mọi người có thể mua trung bình giá cho nó lên nó đánh test được khoảng giá như hay trăm 5 bán ra là mình sẽ hạ được giá vốn mình xuống và mình sẽ lợi những hút cũng không có mắc cái gì. Khối lượng ở đây nó chỉ cần vào khoảng 2 khoảng 4 triệu, 5 triệu thôi là ok rồi. nha, Rất kiệt quệ, còn ai mua bán gì đâu. Hoặc là người muốn mua mới cũng mua được nha. Ăn lướt lợi nhuận khoảng 6 trăm năm sáu trăm đánh giá là ok những cái con này mới có điểm mua thôi chứ bây giờ những cái con kia đã lên hết rồi hoặc mệt b gì đó mới có điểm mua thôi rồi tiếp tục chúng ta nói vip sẵn thì mình phân tích hết luôn một cây test cung rất đẹp khối lượng cực bé à, những anh chị học viên biết cái nánh này cái nánh gì chưa nha thì khả năng qua thứ hai nó sẽ đánh nó test lại nè rất ok target con này được khoảng 47 cho bất lợi nhận khoảng 600 rồi đó là các cổ phiếu ngân hàng Cái con KLB bữa có chị nào hỏi mua không Thì đó mọi người thấy mua Bữa đó hôm đó là hỏi mua ngay đây nè Sau rồi qua phiên hôm sau mới có mua không Em kêu không có được mua đó Giờ quay xuống nè Đó tức là nó đang test lại thôi Thì thứ hai mà ngân hàng đánh con này khả năng nó sẽ kéo lên lại Nó test lại định nha Rồi đó là các cổ phiếu ngân hàng Thì nhìn chung là khá tốt Và xu thế sẽ còn cái nhịp up nữa Để test cái vùng nền trên theo cái volume profile ở đây cũng thấy được là ngân hàng chuẩn bị vào vùng kéo mạnh của cổ phiếu nha rồi thì đó là những con ngân hàng mọi người có ngân hàng trong tài khoản không thì mình có thể ăn ngắn hạn mình thoát ra hoặc mình giữ cho một target dài cũng được nhìn chung là khá là an toàn cho tài khoản nha rồi tiếp tục chúng ta nói tiếp chứng khoán và tài chính thì trước khi phân tích chứng khoán tài chính mọi người em tới đây nhớ ủng hộ em bằng một lượt like share và đăng ký kênh để có thêm động lực làm bản tin tối cũng như là muốn vào tem em chăm sóc quản lý với những cái phương pháp đầu tư này thì có thể liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà bên dưới phần mô tả video bạn sẽ hướng dẫn mọi người vào tem rồi chúng ta nói tiếp chứng khoán SSI nhìn chung là vẫn xe quay đi ngang đây thôi chưa có động thái gì mới thì mọi người chú ý nó khi nó đánh vượt 45.2 nó đánh lên thì có thể canh mua trung bình giá còn giờ là không có mua bán gì cả nắm giữ thôi giờ nó cũng không chắc là nó sẽ đánh lên mà nó cũng không chắc là nó sẽ gãy nó khá là hơi xui ở dưới cái vùng dưới 45 nha nên anh chị đâu đang giữ nghĩ giữ thôi còn mua thì thôi không có mua. nếu đánh là được test được ở đây này nó xìu nhẹ xuống nó đánh lên là nó sẽ đánh lên khoảng khoảng ở đây là khoảng đầu tháng tư giữa tháng tư nha HCM con này cũng tương tự đâu có đánh vượt được cái gì đâu nha hôm nay nó lên vậy thì y như hôm qua em kẻ này thấy không một và đánh vượt lên hẳn 36.5 mua nay là lên đây nó không vượt được ngay đây nè nó sẽ xìu xuống giờ đánh lên nhìn chung là hơi khó hơn nên thành ra chỉ nắm giữ thôi rủi ro nó cao nếu mình mua bắt đáy ở những cái cây nhỏ nhỏ dưới đây nè rủi ro nó lớn như lắm giờ nó chưa có xác nhận đánh lên nha nên thành ra thôi những cái con này thì ai giữ em nghĩ giữ thôi còn mua thì họ không đây là gì mong manh dễ vỡ VCI nè cũng tương tự đang quay xuống này ngày không nhưng mà quay xuống chưa có lũng chưa có lũng 58 thì chung là vẫn giữ được thì chờ nó đánh vượt 61.5 đi rồi tính nha những cái khuyến nghị cô chứng là như cũ thôi VND nè đang quay xuống test tạo cái cái tích cung với khối lượng nhỏ thì cũng tốt nè nhìn chung là khả năng là test xuống đây hoặc là lắp gáp thôi không có tư vấn gì có SHS hôm nay tạo cái nến khá đẹp nha so với những con chứng khác là còn SHS hôm nay có dòng tiền vào trong những cái phiên phía trước là phiên kịch cung 2 triệu rưỡi nè phiên hôm nay là 5 triệu 6 là tiền vào nè thì con này chú ý khi vượt 42.7 nha mua trung bình giá để lên đây bán ra nếu mà đây đẹp test xuống đẹp đánh lên nữa thì mình có thể... luôn cũng được không cần bán ra rt đi nhìn chung là nó vẫn sẽ quay đây do hôm nay ngành chứng nó không đánh nha thì con này nhìn chung là vẫn ừ, vượt 11.5 có thể canh mua thêm 11.5 nha ORS hôm nay tạo cái cây đánh rất đẹp nè hôm nay hôm bản tin tối hôm qua bản tin số bản tin số 191 em có hướng dẫn một người mua rx không em nói là hôm nay giá đỏ người có thể canh mua vô hoặc giá hấp á người có thể canh mua con RS vào và khi nó đánh lên vượt 28 mình canh mua thêm đó thì hôm nay đã chuẩn bị vượt rồi nè thì khi nó vượt 28 ở đây target là 30 nha. có khi lên 31 luôn nha nên những anh chị đang giữ con ORS thì chú ý khá là đẹp nha khá là đẹp chỉ cần chứng nó hồi là con này nổ ngay hôm nay đánh là mình xóa hết luôn nhìn trên nến này. đẹp không rất đẹp luôn nha quay xuống test đầu mọi thứ thành công hết luôn nha thì chỉ cần đánh vượt 28 những anh chị đang nắm giữ con ORS mua trung bình ô nhầm mua gia tăng chứ không phải mua trung bình giá nha target là khoảng 30 tới 31 là test lại cái dùng volume profile lớn ở trên đây nha đó là con ORS tăng cái biên độ này có thể là bao nhiêu có thể là 10 trăm đó hoặc hơn mười mấy trăm đó mình mua mà từ đây phải không mình sẽ lời được rất nhiều nha nhìn chung là ORS đang khá đẹp dòng tiền đã trở lại nhẹ nhẹ SBS đi hôm nay tiếp tục tạo cái cây test cung nè nhìn chung là siết càng chặt hơn phiên hôm qua nữa phiên hôm qua biên độ giao dịch là 4 14.3 xuống bao nhiêu xuống 13.8 là 500 đồng hôm nay biên giao dịch là như 14.1 như là 14.1 13.8 là khoảng 300 đồng tức là gì tức là nó chặn một giá trên một giá dưới và một giá giữa nhà tư chỉ được mua trên mua dưới và giữa không được mua lên biên độ 300 đồng là cực nhỏ luôn nha thì cái biên độ này rất đẹp thì những anh chị nào muốn đánh lướt chứng khoán nên chọn con SPS này khi nó đánh vượt 14.4 14.5 năm đánh lên trước mắt target là lên khoảng nhiêu khoảng 10 trăm lên được test là 15.5 ok hơn nó có thể đánh lên đây thì thêm được bao nhiêu phần trăm tìm được 100% trăm nữa là 20 trăm trong ngắn hạn nha còn SPS rất đẹp cần cái cây khác nhận 10 10 10 triệu nữa nha. đây là một trong những cái con có thể cân nhắc mua trong từng sau rồi tiếp tục mình coi MBS đi nhìn chung cũng được nhưng mà của SPS ngon hơn VDS đây cũng rất đẹp nè đây, như em kể hôm qua nè, thấy không thì nhìn chung là gì test rất đẹp thì khả năng thứ hai sẽ kéo lên nhìn chung thứ hai có thể là sẽ một phiên bùng nổ là chúng ta cứ sợ nó chỉnh không nó sẽ không chỉnh mà nó bùng nổ luôn nha khả năng con này sẽ hướng hai sẽ đánh nha giờ những anh chị mà mua thì cái canh giá đỏ mua thôi vượt qua 38.2 38.3 mua gia tăng thêm chung là ok nhìn chung ở đâu cũng hay điểm mua mà khi mà một phân tích ở đâu cũng thấy điểm mua là thị trường tốt nha chứ mà phân tích ở đâu cũng hay điểm bán ở đâu cũng thấy nguy hiểm ở đâu cũng hay gãy tới nơi rồi thì đó là một thị trường xấu nha câu này hôm qua có nói đó cấu tạo của thị trường chung là gì cấu tạo của thị trường chung là các ngành nghề, các cổ phiếu bên trong nó gồm cả ngàn mã cổ phiếu. Bây giờ mình phân tích các cổ phiếu tiêu biểu, các cổ phiếu lớn của thị trường nó đều cho thấy điểm mua. Mà nó đã cho thấy điểm mua thì gì? Là thị trường nó sẽ tăng. Chứ là bây giờ nó đã cho thấy tất cả đều thấy điểm mua giữa các cổ phiếu giữa các ngành nghề khác nhau không liên quan mà nó lại cho thấy điểm mua y như nhau hết thì nó sẽ tăng, thị trường chung nó sẽ tăng. Chứ bây giờ tự nhiên là tất cả đều tăng mà thị trường nó giảm vậy lấy cái gì giảm phải không? mọi người phải đặt câu hỏi ra là khi thị trường giảm nó phải đạp con gì mà bây giờ phân tích ở đâu hay điểm mua thì sao nó giảm được nha đó còn bây giờ những anh chị mà cầm full tiền rất là rén không có dám mua lại rất là rén luôn đó nên nó sẽ đi lên trong nghi ngờ thôi lúc mà nhà đầu tư sợ thì nó tăng lúc mà nhà đầu tư hết sợ nhảy vô thì nó tập đó rồi tiếp tục chúng ta coi thử thêm một số con đi FTS đi sẵn bấm vô nè hôm nay đã có dấu mũi tên báo mua nè không thì khả năng qua thứ hai sẽ kéo lên nền WSS như khuyến nghị cũ vượt 14.1 14.2 nha Các anh chị đang nắm giữ chú ý nha hôm nay có thể là nó không đánh vì sao hôm nay vì cơ cấu quỷ nó không đánh nha cơ cấu quỷ giá cao nó không đánh có thể nó sẽ dời qua thứ hai để cho những cái thông tin nó ra hết rồi thì nó đánh thôi rồi chúng ta nói tiếp hết Rồi hết mình coi tiếp cổ phiếu HBG Hôm nay đã tạo hai đáy tốt nè Em người thấy nè khi rơi xuống nhà tư kiệt quệ bán ra nè Tạo một đáy hồi lên rơi xuống này Từ chán quá bán tiếp Hôm nay xanh điện Tức là một đáy, hai đáy thành công Thì con này nếu nó đánh vượt giá 47.5 Những anh chị mà đang có hàng Con này có thể canh mua Cho cái nhịp lên đây mọi người bán cái phần Mua vào lên đây à, đó là HPG khả năng là đánh trong tuần sau đã test xong rồi đó hoa sen đi thịt luôn hôm qua chán quá trời chán bán ra âm 1,88 phần trăm là chán bán cung cực luôn sợ quá bán đây là một đáy đây là hai đáy hôm nay xác nhận ờ, hôm nay xác nhận dòng tiền trở lại rồi thì con này đến vượt giá 38.6 những anh chị đang có hàng có thể mua trung bình để lên đây mình bán cái phần trung bình mình ra mình vẫn giữ tổng hàng của mình bán hết tùy mình nha Nhìn chung là mình có thể mua mới được những con hét thoải mái thôi Kim nè hai đấy nè hôm hôm qua đánh gãy m 20 mươi kéo bên lại khối lượng hấp được thôi à, đó thì hay đấy thành công thì con này khả năng nó sẽ test lên nền thì cũng nó chỉ thích hợp cho những anh chị đang có hàng khi nó đánh vượt 47 trăm 47 48 gì đó đây nè 48 đi khi nó đánh vượt 48 hoặc là 47.2 mọi người có thể mua trung bình giá để lên khoảng 50 người bán ra nha hạ cái giá vốn và mình lướt lướt trong cổ phiếu rồi thì hai con cổ phiếu trong danh mục là T hôm nay tạo cái nến test rất đẹp nè Đây mình kẻ xuống không oh, rất đẹp luôn nè đó một cái mô hình ở đây nè oh, khối lượng kiệt quệ nè. đó để chuẩn bị gì để chuẩn bị qua tầng đánh đó thì qua tầng nếu nó bùng nổ vượt lên giá 20.3 mua gia tăng full vị thế ở đây cho target ngắn hạn là test đỉnh test đỉnh ok giật xuống sẽ đánh lên tiếp test dùng đây thì nhìn chung nhìn con nào không thấy điểm mua là khả năng qua tầng sẽ có một phiên bùng nổ heo đà khối lượng vào khoảng 4 triệu sẽ đạt Steven nãy giờ mình phân tích banh nè trứng nè bây giờ là hết cũng là tất cả đều hay điểm mua không đó người hay chưa là bây giờ mình mà cầm full tiền là mình sẽ rất là không lung nha rất là khó chịu thì con này là vượt khoảng 17 nha vượt 17 hoặc là 16 7 hôm nay không vượt được nè vượt được 16.7 mua gia tăng thêm cho target ngắn hạn là giá 18 lên 18 có thể sẽ test nhẹ sau đó đánh lên dùng 10.5 nhìn chung là rất ok khối lượng vào khoảng 2 triệu nữa qua từng đánh nha. Rồi, đó là những con thép VGS đi, cũng hai đáy luôn người không? Một đáy là hai đáy nè thì ngày mai nó đánh lên thứ hai á nó vượt 37.5 nó sẽ đánh lên SNN. Chung là rất ok phải không? Ban chứng thép ở chỗ nào cũng hay đi mua hết. Rồi chúng ta nói tiếp dầu khí và năng lượng thì sao? Đầu tiên là con ga. <laughs> con ga ở đây nó cũng tạo hai đáy rồi nha. Hôm nay nó hấp thụ tốt và nó vẫn đóng cửa được giá xanh tăng trăm vậy là tốt. Nhìn chung là hôm qua người bán ra, hôm nay nó không cho kéo lên luôn. Không? Thì con này khả năng nó sẽ hồi lên được khoảng 115. BLX. Thì khi con này vượt 110, mọi người có thể mua trung bình giá lên 115 bán ra cho những anh chị còn kẹt trên trăm 120 mấy. BLX. Tại vì các em nhớ có rất nhiều rơm hô mua con ga ở đây. Chúng ta mua ở đây nè, chúng ta mua quanh đây nè, trong chúng ta bán đâu đây nè Ở Chúng ta bán đâu được khúc này nè Đường trong khoảng 118, 117 gì đó Khúc này nè Xong em thấy nhiều rơm nó bắt đầu hô mua khúc sau đó. Nên thành ra em biết là anh chị có kẹt trong này Thì khi nó đánh vượt 110 mình rút giá Lên 115 mình hốt ra blx Con này thì hôm nay quay xuống là Nhìn cái nến hơi xấu Do nó bị quỷ cơ cấu hay gì đó Nhìn chung là con này khả năng là Vẫn sẽ đánh lên test được cái dùng này 60 nha khả năng là vẫn đánh được dùng 60 thôi. Chỉ đang giữ. Trước ừ. mắt nó sẽ test được giá 58 nha. Test được 58, vượt được 58 sẽ đánh. thích hợp năm dự. Hoặc là bắt đáy ở dưới đây, đánh lên đây, bán ra. Canh lướt sống thôi. BR Này đánh trước rồi nè, mọi người thấy không? Hôm nay nó quay xuống đâu có BR Hôm nay khỏe dữ lắm, khỏe nha. Mình coi cái gì? Mình coi cái... Có BSR đánh nhỏ nè. Đây mọi người thấy nè buổi sáng nó đánh lên một cây này nè là từ đó trong phiên nó không hề nó chỉ đi trong biên độ này nó không cho mọi người ở dưới đây bán ra mua lại nó chơi vậy đó nó thành ra con này trước mắt target của nó là có thể đánh lên test được 27, 27.5 tới 28 test được cái chỗ này nếu đây nó siêu nhẹ xuống đây giật lên nữa nó sẽ test được nhà tức là cái nhịp này có thể nó sẽ tích lũy nhanh nó không có tích lũy lâu đâu đó đây nó chưa tạo thành cái gì để đẹp đẹp để mình mua thành ra là mình không có hướng dẫn mọi người mua mới con giờ chỉ là ai có thì giữ thôi những anh chị mà hôm qua hôm phiên hôm qua mình nhặt tay không á thì sao thì bây giờ mình lời lớn rồi phải không ví dụ đây mình lời được như vậy được bốn trăm rồi thứ hai đánh lên nữa là mười 10 mấy trăm bán ra thoải mái rồi bvd ôi trước đi cứ phu anh phân tích con oi hoài thì con oi ở đây nó cũng tạo được hai đáy một đáy nè hai đáy nè. À, rất đẹp phải không thì đánh vượt 20 mươi nhưng hôm nay nó đè nó không cho vượt 20 mươi nè thì đánh vượt 20 trước mắt nó sẽ test được dùng giá 10 nhầm ở đây là 19 chứ nhầm không phải 20 nha đánh vượt 20 nhầm vượt 19 mua trung bình giá đánh lên khoảng 20 bán ra tiếp nha con này hôm qua nếu mà anh chị nhặt đó là bây giờ mình lời được nhiêu trăm mình lời được khoảng 2 phất mấy phần trăm phải không 2 phất 6 phần trăm thì chờ đánh lên đây mình sẽ bán ra phần trung bình có thể đánh lên đây nó sẽ xiều nó test qua đây sau đó nó mới đánh lên test đỉnh nha nhìn chung là xu thế nó sẽ tăng lại việc mà rơi xuống sau đó kỳ cung là rất tốt nha thể hiện là tổ chức nó đang đo nhà tư nhỏ lẻ chúng ta thôi giờ nó sẽ tăng lên lại nha có thể lên đây nó sẽ tạo nhiều đáy ví dụ đây mình thấy nè khi nó rơi thì nó rơi giống như bán nhà nhà mình nói theo từ ngữ địa phương đi rơi như bán nhà khối lượng cực lớn nhưng mà tự nhiên xuống tạo đáy khối lượng nó kỳ quệ tức là tổ chức nó đang cho nhà tư nhỏ lẻ mình tự chơi đó rồi tiếp tục BVD Ông tạo cây test cung rất đẹp hôm qua bán ra nay xong mua lại. Năm nay làm gì mua lại được. Thì con này khả năng là nó sẽ dẫn kéo lên được test vùng hay chính Lúc đó mình kết thoát ra. Hoặc là giữ tôi ý. BVS. Tương tự thôi. Con này nó có một cái vùng giá kháng cự là khoảng 35.5 nha. Nó đánh vượt được 35.5 nó sẽ test được khoảng 38 tới 39 nha. Nên những anh chị đang giữ cứ giữ bình thường. Hôm nay là phiên cơ có quỷ và nó không rơi xuống đây lại nó không lắp gáp là tốt giữ thôi nha nhìn chung là ok giá dầu cũng đang ủng hộ trong cái nhịp hồi chết đỉnh của cổ phiếu BVC tương tự thôi con này nó cũng đang hình thành một cái mô hình ở đây nè người nè không nó đang hình thành một cái mô hình đây nè thì chỉ cần nó đánh vượt qua đây được nó sẽ kéo lên test ba từ này. cứ nắm giữ bình thường hôm nay là cái phiên này hàng về nè T0 nè T1 T2 T3 tức là anh chị bắt giá sàn ở đây nè hôm bữa mình làm bản tin ngay cái phiên này nè mọi người nhớ là bắt giá sàn bao nhiêu triệu 2 triệu tư phải không hay triệu tư cổ phiếu bắt giá sàn mà hôm nay nó nó bán ra khối lượng là 3 triệu ba nó vẫn giữ được bình thường chứ nó đâu có lũng xuống đâu nó đâu có lũng xuống đâu nó vẫn giữ giữ ngay đây nè thì khả năng qua tầng nó sẽ up lên lại nha rồi nó chỉ cần vượt được cái trend này là sẽ đánh lên ngay nó giống con pet đó đây mình thấy con pet khi nó vượt qua được nè nó test nhẹ nè nó test nhẹ nó đâu có lũng nó đâu có lũng đâu thì nó cho những nhà tư kẹt trong đây nè đâu có giai đoạn ngay đây nè tao bán ra bán ra xong thì nó test xong thì nó giật lên nó test đỉnh À, rất bình thường thôi chứ nó không có gãy đâu rồi BVT hôm nay con này mở gấp ấp cao quá hình ra nó xấu nha gấp ấp cao quá thì hình ra nó xấu nhưng mà Chung quy hiểm nghĩ nó vẫn ok để cho cái nhịp gì cái nhịp đánh lên s78 nha những anh chị đang giữ cái gì? rồi đó là các cổ phiếu dầu khí mình phân tích tiếp cổ phiếu điện PO PO ở đây ba phiên hôm nay bị quỷ đè nữa nha khối lượng lớn nữa nhưng mà gì nhưng mà cổ phiếu này không gãy nó vẫn bảo toàn được cây nến này nó vẫn bảo toàn được MA ấy MA năm trùng trùng quanh đây tức là nó vẫn bảo toàn được dùng giá 16 nó không lụng đây là cái trạng thái rất tốt những anh chị mà đang có hàng hoặc muốn mua mới muốn mua lót gì đó mua 5 miền trăm vượt giá 16.5 mua giá tăng thêm thì target con này trước mắt nó sẽ test được cái vùng khoảng giá 17.5 nha và trong cái phần gì trong cái phần chuyển vị say po đang đi lên nè mọi người nhớ Con TP bắt đầu đánh từ khi nào từ ngày đây nè là po còn vài phiên nữa là đánh đó, nha nên mọi người chú ý con po nha bây giờ bắt vô đâu có lỗ được bao nhiêu đâu đấy rồi mà đáng cái gì nữa nha để thành ra ở đây không mua hôi chứ đừng có đem bán ra nha rồi tiếp tục gây, gây. Tiên liên tục tạo đáy ở đây khối lượng đã bắt đầu nhỏ lại là tốt nha thì chờ nó đánh lên theo con po. có thể lên test đỉnh thì lúc đó mình kết xử lý còn bây giờ thì cứ giữ bình thường thôi còn nếu nó mà lũng lại giá 25 thôi bán hết luôn hoặc là 25.2 gì đó bán hết luôn nha. Yeah. QTP hôm nay chi cổ tức xong có nhịp nó đánh lên khoảng 19 thì có một số anh chị trong tem đã cơ cấu ra con này yeah, thì nhìn chung là ok mình nhận 800 đồng cổ tức xong rồi nó đánh lên tăng thêm khoảng bao nhiêu trăm khoảng hàng trăm có người bán ra là một người lợi thêm hàng trăm nữa lời mừng trăm lợi thêm hàng trăm mười và dạ, tiền cổ tức là cuối hang về nhưng chung là tốt thì con này mới chia thì khả năng là nó sẽ test test đây vài phiên chờ con vô đánh thì nó bùng nổ đánh lên lúc đó nếu mà đẹp thì em sẽ hướng dẫn mọi người mua gia tăng hiệp gọi là mua lại cái phần mình vừa bán nt2 nt2 cũng cho test cung rất đẹp này nha cây này là cây rất đẹp nè thì những anh chị đang nắm giữ chú ý con này đánh vượt giá 23 đánh vượt giá 23 thì nó sẽ đánh lên loạn giá 25 lại thì khi nó đánh lên đó, nó sẽ kéo cả cái ngành lên hoặc là kéo combo combo nó cũng đến theo thôi thì con này nó đánh vậy chỉ cần khối lượng nó vào khoảng 2 triệu nha mình có thể mở mua mới mua gia tăng mua trung bình giá để lên đây mình bán đó nha yeah. rồi đó là các con điện còn con bc 1 nữa thì nhìn chung là hôm qua giảm mạnh để rủ ra hôm nay hồi lên thì xác sức là hơi quan tầng nó sẽ hồi lên 24 sao có thể là nó vượt qua luôn cũng được hoặc là nó test xuống nha nhìn chung là chỉ nắm giữ thôi chứ không có mua bán gì cả rồi đó là những con cổ phiếu điện Nhìn chung là phân tích qua hay cũng tốt chứ không có sâu nha Compo ấy, nhìn nó eo eo ảnh ảnh Nhưng thật ra nó cho thấy một cái gì Nó cho thấy một sự đỡ cung và một sự chán nản Cực kỳ của nhà tư cá nhân chúng ta luôn Mà nó đã làm được chúng ta như vậy Thì xác sức nó sẽ lại. Chuyển vị say cũng cho thấy trở lại rồi Còn những anh chị mà nghi ngờ cái chuyển vị say này Thì mọi người nhớ lại coi Các con ngân hàng mình đã nói chứ Lúc mà nó ở dưới đây nè Kêu mọi người cược cổ phiếu chuyển vị say Con ngân hàng nữa coi mọi người thấy nó thành công hết không Nó thành ra là cứ giữ bình thường thôi cái vùng bên dẫn dắt và suy si yếu có thể sai nhưng cái vùng tụt hậu và cải thiện thì nó đa phần nó đều đúng nha rồi đó là những con cổ phiếu tiền tiếp tục mình phân tích tiếp bất động sản thì phải coi tới đây mọi người thấy phân tích ok ổn mọi người có thể vào tem em chăm sóc quản lý qua phần mô tả video bạn trợ lý Hanh Hà bên dưới mỗi video bạn sẽ có gì có thể trả lời hướng dẫn cho mọi người cách để vào tem em chăm sóc đây em người thấy nè có số zalo của bạn mọi người có thể nhắn tin với bạn hoặc là truy cập trang chứng khoán nq.vn trong đây sẽ có các kiến thức chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể đọc hiểu hoặc là nâng cao cái kiến thức của mình nha có rất nhiều anh chị f0 đó thì mình cố gắng là mình đọc nhiều cái em chia sẻ ở đây là miễn cho mọi người rồi và mọi người nhớ ủng hộ em bằng một lượt thích video nha bấm nút thích ở đây để tăng thêm động lực làm video kênh của mình thì số lượng người xem trong mỗi video thì khá là lớn 400 đa số là 400 hơn những cái video chia sẻ mới ít hơn hoặc là 5 600 nè nhưng cái số lượng người thích là khá ít nha mọi người cố gắng thích nhiều lên để nó tăng thêm động lực mình làm video mà mình hãy thích chừng 5 60 lần đi nó cũng vui hơn là chỉ hai ba chục lượt thích hoặc là có mười mấy lượt thích thôi trong khi số lượng người xem thì vẫn là khá cao rồi tiếp tục mình phân tích bất động sản hôm qua có nói bất động sản hôm nay đánh thì hôm nay có một số con nó đánh thiệt đó ví dụ như đi hôm nay đánh thiệt nè dòng tiền vào nè nhưng mà không lên được không nhưng mà hơi hơi mở mở nhẹ thì trạng thái này có thể thứ hai đánh tiếp thôi tức là dẫn đánh tiếp bình thường thì hôm nay là phiên mồi tiền vào cái biên nó hơi mở nhẹ nè nó. nó giống như đây nó giống giống những cái phiên này đây đây nó cũng giống giống nha dòng tiền nó là vào lại rồi nha thì con này những anh chị đã mua đánh vượt 98.5 98.5 có thể mua gia tăng thêm cho lên khoảng 110 Khoảng 120 test lại được treo tương tự luôn con này thì vượt giá như vượt 73.3 đánh lên có thể mua thêm hôm nay tiền con này nó vào con này không nhiều lắm điểm điểm thôi có lượng khoảng 15 triệu thì target khoảng 90 hạ à, đô này. HDG hôm nay cũng đánh rồi không đánh vượt vượt lên rồi nè nó cũng đang mở mở thì khả năng con này sẽ tiếp thôi mà con này hay là không có hết chỉ thích hợp nắm giữ thôi còn HDC nè đây cấu trúc phân đi lên hồi chiều em có chia sẻ cho anh chị khách hàng chăm sóc đó cấu trúc thân đi lên rất đẹp luôn nha đây 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 thì con này chỉ cần qua hướng hai đến vượt khoảng giá 105 mua gia tăng và nhầm mua mới cũng được rồi vượt khoảng 108 mua gia 109 mua gia tăng target có khoảng có thể là 120 con này khả năng còn có nhịp chạy nữa đó nhưng mà giá hơi cao nha rồi đó là XCR đi nói một số con bên ngoài trước rồi nói danh mục sau nha. con này sao hôm nay là một cái phiên gì cho nhà tư chút lời thôi nhằm chút cắt lỗ chứ không phải chút lời nha đây là người thấy nó có trùng trùng với cái đỉnh gì không? nó trùng trùng với cái dùng bên đây nè đó là nó xìu nhẹ xuống nó bình thường có thể con này hướng hai nó sẽ xìu xuống nó lắp cái gáp như đây nó test lại mấy năm luôn rồi nó mới giật lên nó tiếp nhưng mà nó thích hợp cho người giật mới chung là khá được nhưng mà thôi không mua rồi đó là con bất động sản bên ngoài chúng ta nói con trong danh mục kdh hôm nay bị quỷ review quay đầu thì thông thường cái trạng thái mà quỷ review quay đầu thì là tốt nha thì con này chỉ cần nó đánh vượt giá 52.5 mua trung bình giá cho cái target ngắn hạn là đánh lên khoảng giá 55 ban ra nha nhìn chung là ok chứ nắm giữ thôi nếu mà không mua kbc con này thì hôm nay nhìn chung là nó vẫn giữ được giá xanh thì con này khả năng nó chỉ cần vượt được 54.8 nha 54.8 mua thêm cổ phiếu này để đánh lên khoảng 57 58 chút ra chung là xu thế nó sẽ hồi lên đất xanh hôm nay tiếp tục tạo cái cây test cung ngay đây do bị quỷ review đạp xuống nhìn chung á dù có review hay không review cái xu thế nó vẫn là tăng nha cái xu thế nó vẫn là tăng thôi từ đây đến đây nó vẫn là tăng thôi giả vẫn đóng cửa được trên ma 20 thôi giả dạ, đây nó chỉ cần một cái làn gió đông mà nó sẽ kéo lên test lại được nên những cái con này thì mình cứ nắm giữ thôi mình cũng không có động thái gì nhiều với con này cả nha nắm giữ bình thường thôi rồi tiếp tục fit con này hôm nay có một cái nhịp đánh lên test MA20 đẹp vậy là tốt khối lượng thấp vậy là tốt thì con này đánh chừng nào đánh vượt 13.8 hoặc 14 luôn đi 14 những anh chị mà nhặt con này thì cứ nhặt tiếp nha. Cứ 14 nhặt thoải mái. Target ngắn hạn là đánh khoảng 15. Test là dùng này. Lên đây có thể siêu nhẹ để đánh lên test đỉnh này nè. Nhìn chung là con này khá ok. Test liên tục mà không lủng khối lượng kiệt quệ gì là tốt. Thì chờ đánh lên thôi. VHG. Như em kể kẻ hôm qua này người thấy nè. Đi lên nè. Xây nền đi lên. Xây 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 xây. Hiện nay nó giống vậy nè phải không? Nó bắt đầu xây cái nền nhỏ quanh đây. Thì chờ nó test đây vài phiên rồi nó lại đánh thôi con này điểm kế tiếp là vượt 11 vượt 11 nó sẽ hút tiền lên khoảng 11.5 gì đó xong rồi nó lại test test ở đây xong rồi nó lại hút tiền lên được chung là nó đánh cái kiểu này thì chỉ giữ thôi gọi là canh giá cao bán chứ đừng có bán giá hấp y thịt luôn nữa đi thịt luôn nữa xong rồi test 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 về phiên đánh lên không xong rồi test 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 về phiên đánh lên xong rồi test test đợt này có thể là test đi ngang thôi chứ không có gậy đó người cái nắm giữ bình thường thôi AV con này hôm nay lên test được em hai 20 quay đầu, vẫn đóng cửa như thế này là tốt khối lượng kiệt quệ. Thì con này chú ý quanh giá 24 thôi. Khi nào nó vượt 24 em sẽ nhắn mọi người mua trung bình. Để vượt lên khoảng 26 mình bán ra. Về bờ. Đôi khi đánh lên tốt nó còn đánh lên thêm. Ở đây là còn khoảng bao phiên nữa. Tới khoảng ở đây là hết ngày phải không? 24 tháng 3. Còn vài phiên nữa. Là nó sẽ đánh trong cái phạm. Rồi. Đó là các cổ phiếu bất động sản. Ở đây mình có thể coi thêm HDC nữa mình coi rồi phải không? Mình coi thêm một hai con nữa nha. LG Nam Long nè. Lên tới đỉnh rồi phải không? Lên tới đỉnh thì nó test nhẹ vài cây chờ bất động sản đánh. Chờ mấy con kia nổ là con này sẽ nổ ngay lên khoảng giá 60 trong ốc hàng. Các anh chị mà giữ con này thì lên tới đây có hai thể... cái rồi. Là tới đây nó sẽ phản ứng nó sẽ chỉnh nha. Đây có dòng tiền vào rồi thì mình cứ nắm giữ bình thường. Hôm nay cái ngành này thì nó đang chờ thôi chờ mấy con đồng ngành nó đánh và hôm nay nó bị quỷ review nữa nên nó khả năng khả năng là nó không muốn đánh thôi qua tuần nó sẽ đánh cho con này đánh vượt khoảng 57 canh mua gia tăng được rồi tiếp tục mình nói tới đầu tư công C4G ở đây như hôm qua có kẻ nè nó hình thành cái mô hình khá đẹp đây nè những anh chị có hàng hoặc là anh chị liều thì sao thì khi đánh vượt 25 x vượt 25 có hai canh mua thêm và gia tăng mua bổ sung vị thế đều được CTD đây cũng hình thành cái mô hình khá đẹp rồi nè thành mô hình khá đẹp rồi nè thì con này khả năng trước mắt nó sẽ có một cái nhịp lên test khoảng dùng 91 nha chiếc như ba phiên giờ đẹp rồi đó đánh lên test 91 nếu ok nó có thể đánh lên được dùng 100 nha đó là hết mức cho cái biên nhỏ thôi hòa bình một hai ba cây tiết xét xiết rất chặt luôn một hai ba cây tiết rất chặt luôn nè thì chờ nó đánh vượt 28.5 năm lên nó test dùng ở đây thì có con g 36 g 36 anh chị cũng thấy khá, khá khá, nhiều chị thì con này sao đây em có kẻ nè đây là trên lên trên đi lên đánh một cây nè test nhẹ hai ba cây về rất đẹp nha test nhẹ rất đẹp thì con này có thể canh nhặt giá hấp sau đó đến vượt giá 21 mua hình cho target là tới đâu target là tới khoảng 23 nha 3 24 đây nhìn vậy thôi chứ biên độ nhiều lắm nha mấy trăm đó rồi mà còn một con nữa đó là con FC nào và VCG luôn đi VCG ở đây cũng tạo mô hình rất đẹp nè những anh chị mà đang có hàng con này hoặc là kẹt từ trên cái dùng này nè em biết nhiều anh chị kẹt dữ lắm thì những anh chị mà kẹt từ trên dùng này nè ngày mai á, nếu mà nó đánh vượt được cái giá khoảng 45 thứ hai nha thứ hai trong khoảng ngày mai thứ hai nó đánh vượt được cái giá 45 có thể mở mua trung bình giá con này thêm target của nó là sẽ lên test được cái dùng này dùng khoảng 47 48 thì cần bán ra nha yeah. FCN FCN hôm nay đánh luôn rồi hôm nay đánh luôn rồi thì con này khả năng trước mắt nó sẽ test được cái vùng này. này sau đó nó xìu xuống rồi đánh lên nhìn chung là khá ok rồi đó là phân tích qua các cổ phiếu này cho người coi tiếp tục mình có tiếp gì phân bón hóa chất DCM hôm qua rủ gì cái tin gì đó không biết cái tin gì mà cấm uh, cấm sức khẩu phân á em nghe thấy nó cũng vô lý chưa đây nó có trên giảm thì cần nó bước qua khỏi trên giảm này nó sẽ test được bán tháo làm gì về tới đỉnh này nè về tới cái hỗ trợ lớn của nó dưới đây nè đi bán ngay đấy luôn. bán ngay đấy luôn thì sẽ sức nó phải DBM đi hết luôn con này thì về tới ngày mai 20 chân thì khả năng nó chân bứt qua được đây sẽ đánh lên, nó tết được rồi các cổ phiếu thủy sản dịch mai TNG đây là tạo ba đáy nha đây là thất bại trong việc đánh lên một đáy hai đáy ba đáy thì con này chỉ cần vòng lại đánh lên đây vượt ngay đây vượt 36.5 tới 3, 3, 4 5 tới 35 luôn cũng được 35 luôn đi thì đánh lên test thì ngay đây là điểm mua hoặc là nó siết lại quanh đây đẹp đẹp có thể canh điểm mua VGT tạo cái tê, cây test cung khá là đẹp thì khả năng là nếu mà nó đánh vượt 27 25.7 lên thì đây là điểm mua trung bình giá cho cái target là test lại định cái nhịp này là nhịp gì nhịp này là nhịp rủ những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ra nắm giữ cổ phiếu cổ tức đó, ra khỏi cổ phiếu rủ ra khối lượng cực bé vậy là rất đẹp rồi thì chỉ cần một cây khoảng 5 triệu nó sẽ kéo nó test lại nè rồi chúng ta nói tới cảng biển HAH này đánh lên rồi nè thấy rủ cỡ nào rủ nó cũng tăng đây nè y hệt luôn ha không? không đây nè hôm vừa hôm qua em có kẻ đó tính tốt không thì khả năng con này vượt trăm luôn cho mình test con này thì hơi lỏng nha con này khả năng lên được test đỉnh dp test đỉnh ha rồi thực phẩm đồ uống đầu tiên là tobacco duy trì kiệt quệ cung cầu ở quanh đây là tốt nha thì những anh chị mà đã kẹt con này đặt trước mua chung với thì kẹt ở đây thì sao giữ nha chờ nó đánh vượt lên vượt 76 hoặc 75 gì đó đánh lên thì nó sẽ test lại dùng này thì lúc đó mình có thể canh mua trục giá dạ. còn bây giờ thì cứ giữ bình thường nhìn chung là khả năng là con này sẽ up lại thôi có khi đánh lên đây nó test nhẹ nha đẹp á mình lại mua thêm để tiếp nha rồi tiếp tục ABS Đây là cái mô hình của con ABS. Rồi, thì con này đánh ở đâu? Con này vượt 25 nha. là điểm mua, mua mới và mua gia tăng đều được. Trước mắt là test 27. Vượt 27 được sẽ đánh lên 30. TTF. Gỗ trường hành có mô hình cấu trúc hơn đi lên. Xe nền, tăng xe nền, tăng xe nền, tăng rũ xe, xe nền, tăng xe nền. Thì con này đánh vượt giá bao nhiêu? Đánh vượt khoảng 17.5 nha. 17.5 có thể mua gia tăng những anh chị đang giữ có thể mua gia tăng để lúc t không thì nó up lên khoảng trên 18 bán cái phần vừa gia tăng ra đó, lên đây có thể có khi nó lại xây nền cho nó mới đánh lên nó giống cái con HAH nè hồi nãy mình có phân tích qua đây, đây thấy đây nè có phải đánh lên nó xây nền đánh lên nó xây nền lại đánh lên nó lại xây nền xây nền trong rồi bất ngờ thì con TTF này đánh khá là giống nha khá là giống con hh đó và là những cái con có cấu trúc thân đi lên cái mô hình này em đang nghiên cứu nha để dạy trong khóa học rồi tiếp tục một số cổ phiếu còn lại y tế đi y tế thì có DVN tạo mô hình khá tốt thì con này vừa 24 25.5 nha đây thì mọi người có thể mua trung bình lên đây bán ra, AMV cũng tạo mô hình khá đẹp thì chờ đến vượt mười ba thôi. Rồi, đó là toàn bộ cổ phiếu trong danh mục cũng như là các cổ phiếu trên thị trường ở đây coi mình có sót con nào không? Hình như là mình sót con BVL nha, mình sót con BVL và họ quyết thì sẵn phân tích luôn nha, do hôm nay là mình cuối tuần mà BVL BVL tạo cái test cung như là bình thường những anh chị nào đang cần mua thì cứ mua bình thường thôi bất động sản đánh là nổ đó nha con này đánh vượt 14 nha vượt 14 hoặc là 14.4 mua gia tăng thêm cho target là lên lắp cái gáp này nha lên khoảng 17 nha là mức lợi nhận khoảng bao nhiêu khoảng 25 ok đó bv là con này là em đã hướng dẫn mọi người ở đây mấy phiên mà quên hôm qua chứ mà em quên uh, phân tích thời tối hôm qua đây nè có hướng dẫn mọi người Đây nè mình mua khúc 13.2 nè Mình mua ngay dưới đây nè Giờ 13.6 mình đang lại 0.4 like Cổ phiếu họ quyết đầu tiên là FLC FLC hôm nay có một phiên lừa tình bán ra phải không Nhìn chung á là xong rút chân đóng cửa 14 thì em khi khả năng có khi đánh tiếp nha có khi đánh tiếp đó hôm nay nó là một cái cây nó lừa nhà tư chốt ra đó mọi người đang em thấy rất nhiều người nhắn tin với em hỏi là có chốt lời con này không à, khi nó vừa đánh qua nè vừa đã lên đó, mình được có lời là nhiều lắm nha có FLC này buổi sáng mình lời là bao nhiêu mình là phải hơn 10 trăm 11 12 trăm luôn đó thì mình là 11 12 phần trăm FLC thì ai cũng muốn bán nên hôm nay ổng lừa mình bán ra buổi chiều quá nhúng xuống nhúng xuống hàm chiếu luôn nha cái anh chị bán ra hết xong nó rút chân ở đóng cửa 14 thì khả năng nó có thể đánh lên tiếp khoảng 15 16 lúc đó mình canh chốt hết giờ giữ thôi không có mua nha rốt nè sau cái cây về thì bình thường thôi nó cũng giống như con FLC thôi thì khả năng con này là dùng nhiêu dùng khoảng 10 nhỉ. KLF mới tăng mạnh thì test một cây okay là bình thường nhé mới tăng mạnh thì test một cây okay. bình thường thì đi ngang chờ con kia đánh tiếp thì con này sẽ đánh lên được khoảng giá 8 nha. có canh chút lại con KLF mình đang lời bao nhiêu? Con KLF mình là 13% nè Hỏi mấy thôi. À, còn à, mấy con khác của hậu quyết DAMD cũng giống này nè đánh lên tạo cái cây này là cây gì cái cây để cho những nhà tư mua đây là người ta bán ra thì nếu mà những con kia đánh thì con này sẽ đánh lên test được khoảng giá 8 nha hai luôn đi sẵn mình phân tích hết cái họ của ông này luôn đi thì nó tương tự đánh cây này để cho những nhà tư đi bán ra nè nếu mà ok đánh lên thì nó sẽ đánh được khoảng bao nhiêu khoảng giá 7.5 tới giá 8 nha. chung là ok họ quyết khả năng là tiếp đánh thôi do tiền nó đã vào rồi rồi đó là mình phân tích toàn bộ thị trường cũng như là các cổ phiếu trong danh mục nhìn chung thị trường chúng ta vẫn như cái kịch bản ở đây. Đó là nó có cái trend giảm hoặc là cái trend này mình muốn kẻ sao cũng được nha. Trend này thì đây là quanh quanh dùng giá từ 1480 tới 14 1500 là khúc ngay đây là một cái kháng cự rất lớn có volume profile lớn ở đây. Thì thị trường chúng ta sẽ có thể up lên đây sau đó nó chỉnh xuống rồi nó mới đánh là nhịp sao nhà chứ bây giờ nó không chỉnh đâu bây giờ nó chỉnh thì dễ ăn quá phải không? bây giờ nó chỉnh thì nhà tư mình bắt lại cổ phiếu dễ quá nhưng mà nếu nó kéo nữa mọi người sẽ nói sao không chịu nổi nha không chịu nổi theo đúng nghĩa đen sợ mất cơ hội sợ mất cái này mất cái kia theo đúng nghĩa đen người đù vô người đây trong nó chỉnh xuống cắt hết ở đây trong nó giật lên nó kéo quyền sống mới là mất niềm tin với cuộc sống luôn nó giống đây nè đánh lên đánh hoài luôn phải không mình càng chờ chỉnh đánh hoài luôn khi mình thấy ok mình nhảy cho mình mua đây nè bùng nổ khối lượng ở đây nè gãy trong rồi vừa gãy bán ra xong tăng lại ngay lập tức <laughs> thị trường mình đánh vậy đó rồi thì bản tin hôm nay tới đây là kết thúc chúc anh chị có một buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình rồi nghiên cứu thị trường cho tuần sau có hắc mắc vấn đề gì thì mọi người nhắn tin với bạn trợ lý Thanh Hà nha cũng như là tối ngày mai em sẽ chia sẻ một kiến thức về VPS. rồi tối chủ nhật chúng ta sẽ có buổi trực tiếp trả lời câu hỏi của anh chị nên mọi người không có nhất thiết là phải hỏi bây giờ mọi người cứ nghiên cứu đi tìm câu hỏi qua tối chủ nhật mình hỏi cũng được nha đâu có gấp đâu do mình nghĩ tới hai ngày cuối tuần rồi mà đến tới tối chủ nhật rồi mình tính nha cũng coi như là cái gì có cái tin gì cuối tuần này nó ra nữa không hoặc là có biến động gì không thì tối chủ nhật mình sẽ tiếp tục trở lại để trả lời câu hỏi của mọi người nha rồi thì xin chào mọi người em là Nhật Quang